Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ra mắt lần đầu vào năm 2008 và trải qua nhiều thế hệ, có thể nói Honda CR-V là một trong những tượng đài của phân khúc xe crossover trong tầm giá 1 tỷ đồng. Điều này được minh chứng rõ ràng nhất bởi doanh số lúc nào cũng đứng top cao, cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail hay Mazda CX-8 và Subaru Forester. Honda CR-V luôn giữ vững được vị thế của mình. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda CR-V đã qua sử dụng, phiên bản 2.4. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, form mới 2011. Quý vị và các bạn cũng đã biết xe Honda CR-V 2010 có hai form, đầu năm 2010 form cũ và cuối năm 2010 form mới, form 2011, xe đăng ký năm 2011. Đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu, chạy chuẩn 8 vạn km. Chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, không tua. Xe được trang bị động cơ xăng 2.4 lít, hộp số tự động, nội thất ghế da, ghế lái chỉnh điện, vô lăng tích hợp các phím điều khiển. Xe đã được lắp thêm màn hình Android, giải trí đa phương tiện, camera hành trình, camera lùi, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn bi xê nông, đèn gầm và nhiều tính năng khác. Sau 10 năm sử dụng nhưng chiếc xe mới chạy có 8 vạn km nên xe còn rất đẹp. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Hiện tại chiếc xe này đang được bày bán tại cửa hàng chúng tôi với giá 438 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.